Đã đến giờ là tập tiếp này. Tập tiếp. Cao Anh Quân. Nguyễn Anh Nhân. Có. Bắn súng tiếp. Hà Thị Trung Hoài. Thu Thị Út Hiền. Nguyễn Văn Quang. Giang Văn Lại. Có. Vũ Xuân Quang. Có. Hoàng Phát Thanh. Có. Trung Minh Minh. Có. Lê Việt Tân. Có. Trung Minh Nhập có chưa? Điều ấy. Không thấy Mạnh Linh. Lưu Đình Đạt. Nguyễn Thị Hiền. Nguyên. Nguyễn Thị Nhài. Nguyễn Thị Nguyên Che. Mặc cả quần phim nữa rồi. Đấy, quần mặc. Và sau khi học thực hành xong ném lưu đạn thì bây giờ chuyển sang bắn súng AK. Còn hai khẩu. Một khẩu ai lên rồi, hết rồi. Chuẩn bị. Lên xuống. Như bông hoa hồng, nụ hoa hồng. Cái nào? Nhìn vào đây nhá, tất cả nhìn vào đây nhá. Cái nào? Quay cho một lúc nhá. Dạ, dạ, dạ. Đừng lại đi. Dạ, không lại đâu ạ. Tất cả chúng ta nằm nhá. Nằm các ông chí quay đằng sau cái cổ tay trái các ông chí này. Nó phải nằm sát cái hộp tiếp đạn đấy nhá. Ví dụ các ông chí cầm, đoạn này thì nó phải nằm sát cái hộp tiếp đạn này. Tì vào đây thì mới chắc. Còn các ông chí nắm vào đây thì thôi. Nhá. Như là hai phương pháp vận dụng để các ông chí cầm súng nha. Một ở đây nằm thì ở đây được, nhưng khi quỳ đứng thì các ông chí nắm thật chắc vào đây. Ở tư thế này thì đối với các ông chí là lần đầu tiên bắn thì không chắc chắn. Có các ông chí mà tập lâu năm rồi thì người ta sẽ chắc chắn được. Hai là tí động tác này thì có cái bắp thịt như thế này, các ông chí tì sát vào sườn bên hoặc là cái hộp tiếp đạn tới đây, các ông chí để cái hộp tiếp đạn vào đây này. Đây à, ở cái bao xe ấy có cái hộp tiếp đạn đấy, các ông chí kỳ ở trên cái hộp tiếp đạn này thì sẽ chắc chắn đấy. Hai là đừng làm thế này, lúc nào cái cẳng tay này phải tì sát hộp tiếp đạn đấy thì mới chắc được. Lấy súng đây. Lấy súng chưa? Xây súng, xây súng. Đóng hàng vào đây. Mục tiêu phía số 4, 5 đôi bắn, làm nhanh luôn. Làm đúng động tác vào nha, tới đây kiểm tra động tác thôi. Để tay nào nhỉ? Đây. Tất cả nghe khẩu lệnh chưa làm gì hết, tất cả súng đặt trong bao cát. Mở hộp tiếp đạn ra, tháo tiếp đạn ra. Rồi tháo ra để nguyên đấy, kẹp toàn bộ, kẹp ở trên tay trái đây, kẹp ở trên đây. Đây, kẹp một ngón tay. Tay trái đâu? Đúng rồi, kẹp như thế này. Tay trái kẹp tiếp đạn vào. Rồi mở khóa an toàn. Mở khóa an toàn. Kéo đạn đồng loạt. Kéo. Rồi kéo xong. Lắp đạn vào. Mở đồng khóa an toàn vào nhá. Lắp trong đồng khóa an toàn vào. Rêu súng. Rêu súng ngắm bắn đây, ngắm vào mục tiêu đây. Một đồng chí kia chạy thôi, đồng chí văn phòng tỉnh ủy đâu nhỉ? Chạy đây dựng cái bia cho thẳng vào đây. Bắn! Mở khóa an toàn hết đây. Kiểm tra thước ngắm nha. Một số đồng chí thước ngắm 5 ngắm. Đúng rồi. 4 rồi đấy. Quan trọng nhất cái thước ngắm thôi các đồng chí ạ. Em, anh chỉnh cho tí nha, không phải ngại nha. Rồi mở hai chân ra. Anh quay đừng cười. Anh quay thật mà. Hát nữa cho chắc ăn. Anh ơi, một đồng chí văn phòng tỉnh ủy đi cắm cái bia kia đi. À đi à? Nó ngồi như nào nữa hả con? Kiểm tra thân ngắm nhá.
để ngồi làm im, khóa cho toàn lên làm im. Đồng chí này là đang nằm là tức ngực đúng không? Tức ngực thì check sang bên này đi. Đi ngược sang bên này. Khóa chốt vào làm im này. Khóa chốt là cho lên đúng không này? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Quay từ chân ra đây. Bia nào, hai bia kia là bia nào cũng được. Em không lấy được. Ra đây. Lim thỏ, bây giờ tổng tắt lim thỏ thôi. Và bóp thỏ thì thôi, không buộc lại. Chị ruột đi đây. Đừng chị ruột nhá. Đẹp thật. Tập lên. Góc này đẹp quá. Anh em tổng tác đẹp đấy. Thế thứ 2 3 mét 7 đấy. 9 mét 7. Trúng mục tiêu. Có trúng không? Thôi anh đừng coi. Ngắm đi, ngắm đi, đẹp đấy. Chưa. Chắc vào đây, đừng để cái này nó đập vào tay nhé. Rồi, để nắm thật chắc vào. Mày có bao cát thì nó sẽ chắc. Người không thoải mái đâu. Mở chân ra. Cô này nữa. À, giờ sao lại ngóng kẻ này. Ngắm cái này xuống cho đập cho phát thì thôi nhá. Giờ cho vào hóm bay rồi. Súng này dễ hơn anh Tuấn ạ, cái súng kia khó hơn thật. Đứng dậy, có việc làm nhanh nha. Gần phải, đứng dậy. Gần phải, bước lên. Ô, cái súng à? Anh phải đã, anh kéo cái chốt về đã. Nó bị kẹt đấy. Đúng không? Còn này bị kẹt đấy. Đấy. Bấm. Không không, anh sắp được. Anh dựng mặt xuống lên, dựng xuống lên xong một phát là vào. Dựng súng lên đi. Không dựng súng lên. Con này bị kẹt đấy. Đấy, không dựng súng lên. Đấy anh bẻ phát là được. Đấy. Bẻ phát. Đấy. Đừng kéo như thế, kéo thế này mà. Thấy ngón này các bạn. Nhưng mà bên trên, nhưng mà từ úp bên trên xuống, úp từ bên trên xuống. Bị kẹp tay rồi. Nó trơn quá. Đấy. Lại đổi. Nào hỏng lại đổi nhé. Thank you.
nhiều phát đấy. Nào phát rồi. Đấy, một giấc để bắn chuẩn khác. Đẹp đấy, cảnh này đẹp này. Đấy, có ánh nắng mặt trời đó. Thế thôi. Ngắm chuẩn rồi. Tiếp tục. Đồng cảnh. Tiếp tục à? Trái bước lên, chân trái bước lên, lúc nào cũng chân trái bước lên. Phải súng ốp vào, chỉ súng chỉ để vào thế này, không thì bắn lên gãy xương quai xanh ấy. Mà thấy ấy, chỗ thịt thì chỉ. Bình thường là nếu mà lấy lên đạn ấy thì trước là chưa có đấy thì bắt đầu là cho vào đây. Không ấy mà. Vào đúng rồi. Mục tiêu biên pháp. Mở khóa ra sẵn à? Tay để như này à? Ok này. Tì vào chị ạ. Đấy, đứng chắc và vững vào. Không, chị phải ngắm cái này này, cái thước ngắm này phải qua lọt qua cái đầu ruồi chị ạ. Chị phải nhìn đây, cái chỗ đầu ruồi chỗ này này. Đấy. Khe này đấy. Đấy. Người thẳng lên. Đừng nghiêng ngả sau đấy. Người thẳng lên. Bỏ này ra, người ta đang ngắm xí vào đây. Đây đang. Kéo mạnh đúng rồi, đẹp quá. Liên tục. Rồi. Tuyệt vời, chuẩn đấy, bắn thao tác rất chuẩn đẹp. Ngắm đi. Tập tốt thêm một lần mà cô tập tốt thì hai lần. Tốp này. Thế em chỉ nhìn thấy một trâu. Tháo đạn, cam dụng. Tháo một cái đạn ra, mở khoa an toàn lên đạn cam dụng. Tháo đạn ra. Bao giờ tháo đạn cam dụng, tháo đạn ra. Làm như này nhỉ? Tay cầm tay nha. Giật mạnh xuống. Kéo này lướt phát ra này. Bắn. Rồi, bắn lại. Lắp vào. Xong. Come on. Kéo mạnh ra. Cảm giác thế nào? Hả? Cảm giác chiều nay thì đỡ bỡ ngỡ hơn. Đỡ bỡ ngỡ. Em thấy nào? Thích bắn không? Em bắn chết mấy con bò rồi ạ. Em rất là dừng luôn. làm một set nữa nhá. Thôi. Thôi, họ có làm kèo gì không? Có. Làm kèo gì không? Nãy bảo là không phải là bắn chết bò đâu mà em bắn tách nước nhà người ta. À, tách nước gì? Thùng nước à? Đây
bắn ở đâu này, em bắn ở đây. Em đi vào trong chi ấy cửa. Bóp cò. Đồng khoa an toàn, lắp đạn vào. Chú ý động tác đứng dậy nhanh nha. Đứng dậy. Chân trái co lên, chân phải bước lên. Đúng rồi, bước bước. Mục tiêu bia số 7. Quy chuẩn bắn. Làm nhanh luôn. Chân phải bước lên. Anh là thuận chân nào thì bước chân đấy. Tháo hộp cái đạn. Lắp vào. Tháo xong làm lắp vào. Từ đây không thì tự lắp đạn. Sau đó mở khóa an toàn lên đạn. Đồng khóa an toàn. Riêng xuống. Khó khăn đấy em. Nhẹ nhàng thôi này. Cầm đây này. Hơi nhẹ nhàng lướt lướt xuống thôi. Rồi ngắm đây. Lên đạn. Ngắm luôn đây. Ta cầm ở đây thì cầm ở đây, không cầm ở đây cầm hộp ra đúng không? Cầm đấy. Phương pháp mình thấy tốt nhất, thoải mái nhất thì mình cầm. Tiếp kéo đấy. Ui. Kéo tiếp. Đấy, đúng không? Đấy. Mục tiêu bia số 8. Đứng ngoan chuẩn bị. Tháo hộp cái đạn. Tháo xong lắp vào. Chưa lên đạn. Lắp vào. Mở khóa an toàn. Lên đạn. Đồng khóa an toàn vào nha. Lên đạn xong đồng khóa an toàn. Nhưng mình mất an toàn nha. Cô bạn này đồng khóa an toàn vào. Đồng khóa vào. Rồi. Dương xuống cảm ơn. Chưa có khẩu lệnh bắn. Bắn. Rồi mở khoa an toàn. Mở xong quan sát ở nóc 1, nóc 2, nóc 2. Không liên thanh hết đấy. Tăng 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 tăng. Đít đít số 3. Đít số 3. Có bạn ném lựu đạn sát thương đồng bạn đồng đội. Anh nhá, thì em xin ném lại đấy. Đấy nhìn thấy mình này, đấy thấy chưa? Đấy, đẹp chưa? Đấy, 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 tôi nhìn thấy mình đây đấy. Song song. Tư thế là đẹp đấy, nhưng mà thôi bạn, thôi bạn. Tư thế thì đẹp. Tư thế thì ngắm thì đẹp đấy, nhưng mà cảm giác thế nào, cảm giác thế nào, có
rất siêu mốt. Thích bắn đạn thật không? Có ạ. Kiểu gì cũng phải bắn đạn thật anh ạ. Vừa bắn xong rồi. Vừa bắn xong. Cảm giác thế nào? Cảm giác rất là phấn khởi. Có muốn bắn đạn thật không? Có. Rồi. Hẹn ngày bắn đạn thật. Ok. Tấn báo bắn chiều thôi đấy. Đó. Kim Ngọc. Nguyễn Diêu. Băng Đình Phúc. Có. Hoàng Văn Tuyến. Trần Diệu Kế. Nguyễn Chí Thành. Đinh Minh Quang. Trần Thị Lan. Vũ Như Tuyết. Nông Thị Thanh. Bây giờ còn Lò Thị Nga đâu? Có rồi, vào rồi đấy. Đây là Nga đây. Bùi Quang Thường. Đây rồi. Hết rồi không? Lên xuống. Thế việc ở đây. Lên xuống. Chuẩn bị. Mục tiêu bia số 4. Năm chuẩn bị bắn. Năm đây. Làm nhanh. Chưa làm gì nhá. Tất cả đưa súng đặt trên bệ. Chưa làm gì. Cái phần có cái bệ khoan đồng hướng lên trên. Một cái đạn quay về bên kia. Mắt quan sát mục tiêu. Tháo hộp tiếp đạn. Tháo xong lại lắp vào. Sau đó mở khoa an toàn. Đồng loạt lên đạn. Đồng khoa an toàn vào. Dương súng nó bắn. Tất cả dương súng điều chỉnh thân người. Lúc này cao chính ngắm qua mục tiêu mình định thẳng hướng chưa? Trọng tác cầm cái nào thì dậy rồi. Cái này là chữ ký số mà. Vâng. Cắt khóa an toàn. Cắt hết cỡ. Thì em bảo chính khóa hẳn cái đấy đi. Bảo cái gì rốt lúc nhỉ? Bảo cái gì xóa nhầm rồi. Rồi lúc này là chân không được vào ngoại nha. Thì chân đâu chỉ để nguyên. Bắt đầu từ người lưng. Cái lưng của các ông chị xuống là gọi tiền đi. Lần cuối cùng đây tập chắc chắn vào. Bắn xong lại lên đạn tiếp tục bóp cò. Thầy cái ống nhòm thì nhòm thử chuẩn. Hết. Này, nhìn thấy chưa? Đấy. Ôi. Đấy là cái hỏi cái người làm. Em ơi, em hỏi người làm sao là bọn anh không có mã được không? Ta đi mồ hôi này. Đúng rồi đấy. Cái bia này thì ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhá, lên thành nhá. Toàn vào số 9 là sao nhỉ? Hả? Cầm súng lên để lên xe ô tô. Mỗi người một khẩu ra luôn. Nhận xét nữa cơ mà. Và bây giờ thì anh em đã cho súng về kho. Mang mỗi súng về. Mang xe. Mang cái đồ kia. Tí tí tiêu hoài thành. Cứ xếp luôn nhỉ. Đéo hết được đâu được ạ. Cứ đặt đây đã. Phải hai xe đi. Hai xe đông rồi xong rồi còn tí về đấy cùng với em được. Đi đâu? Đặt hết để lấy cái bao xe. Bao xe chắc không. Bao xe không mang. Thành hết bao xe để đây thôi nhỉ. Mang hết mà, mang về hết. Thưa một khẩu thầy ơi. Vâng. Cầm một khẩu cho em nhá. Lấy đi. Anh cứ lấy đi. Thưa thì mới cho. Lại rất ít. Anh em được súng trực tiếp này. Cho nhìn súng AK nhé. Navin. Navin TV đang quay trực tiếp. Không, làm tiếp thôi. Quay người đẹp đi. Đấy. Đấy nhìn thấy mình không? Đúng lên, nó mới giống. Không cần, không cần đâu. Cái
Khi nào khẩu lệnh thì các ông chí lắp đạn này. Các bác đến với lại buổi lắp tập. Đạn. Lắp đạn này khi sau khi tôi bạn nói là lên đạn thì các ông chí mở khóa an toàn ra và kéo hết bị khóa nòng về sau. Lên đạn, mở khóa nòng ra. Kéo hết về sau đóng khóa nòng ra. Đấy, lúc này nếu vào lọc vào bắn nhá là lúc này lúc trong chúng ta là đạn đã lên nòng. Kéo mạnh đi. Không, bị tắt rồi. Đi tháo cái băng đạn. Tháo cái băng đạn. Kéo. Đóng hết khóa toàn vào tăng ngắm. Nếu mà thực tế là tăng ngắm lấy ngón tay út này kéo này. Không, nó bị mắc vào cái này hôm qua cũng bị. Khẩu nó bị thế. Khi nào khẩu lệnh bắn. Đấy, nếu mà vào thực tế là bắn đấy. Một khẩu nó bị kẹt từ hôm qua. Mở khóa toàn. Tăng ngắm rồi khi nào tao cảm thấy nó khẩu lệnh bắn nó mở khóa toàn là nó bắn. Khóa toàn nhá, nhắc các chú là kéo hết cỡ xuống dưới. Kéo hết cỡ xuống dưới thì là gì? Lúc này là ta bắn ở chế độ không dùng tốt đấy. H1, thế còn ta nấc thứ hai là chế độ tiên thanh. Đã sẵn sàng chưa? Quay đi. Đẹp đấy, đấy. Nằm trong clip nét đẹp dân quân nha, toàn quốc đấy. Bằng bằng bên này cô bên này kéo tiếp đi. Nhìn thấy mình trong camera chưa? Canada chưa? Chưa. Ui dù. Khôi bắn. Phải bắn kìa. Tháo đạn. Tháo đạn nữa. Bắn xuống. Kéo, kéo đã. Tháo ra kéo. Rồi, tạch phát đã, tạch phát đã. Tạch. Rồi, lắp vào. Thôi an toàn vào. Khóa. Rồi. Chuẩn. Ây da, chơi. Lúc này là ta tháo đạn, khám súng xong. Thì tất cả các chí tay phải đưa về nắm trên ốp lót tay. Trên tay trái. Đấy, ốp tay trên đấy. Khi có khẩu lệnh đứng dậy này. Khẩu lệnh đứng dậy thì các ông chí nghiêng người sang trái nhá. Đứng dậy. Đứng dậy nghiêng người sang trái. Chờ đấy, đưa súng về trên trần. Được chứ được đấy. Các ông chí làm là chậm đi. Anh Cường là làm rất là đúng. Đứng dậy. Thì lúc này nhá, là lúc này là chúng ta là gì, dùng lực của tay trái đẩy người đứng dậy. Thì chân trái nhanh chóng. Đấy bây giờ chúng ta làm đây. Tất cả bước hết cỡ về trước. Rồi. Đấy, một số đồng chí là làm tốt rồi đấy. Đây là hết ở cái động tác nằm bắn. Đối động tác quỳ bắn các đồng chí chú ý này. Cũng tương tự như động tác nằm bắn thì chuẩn bị đạn, chuẩn bị đạn cũng như vậy. Sau đây công chí theo khẩu lệnh này. Mục tiêu viên số 7 quy chuẩn bị bắn. Thì lúc này công chí là gì? Nếu bắn mắt trái nhá, công chí bước lộn ngược lại, còn bắn mắt phải công chí chân. Chân trái bước lên. Chân trái bước lên. Thế sao cho là gì, mép trái bàn chân
là mép phải bàn chân trái và mép trái bàn chân phải thẳng nhau, sau đó là dùng gót của bàn chân phải kéo gót lên trên để sao cho người học mới hướng bắn là này, lúc rồi một góc là 90 độ, chúng ta ngồi xuống kéo lên trên ngồi xuống đấy, như đồng chí mày là đang còn tháng nữa rất quẩn nha. Em có sao? Con trong gió nó ở đâu đấy? Đâu chú em? Bắt đạn lên đạn. Đấy, có bao cái đạn, chú đặt đạn lên đạn. Đặt cực quạt. Lên đạn xong nó quá toàn là nếu trong quá trình ra tổ chức bắn ăn thật thì có cái khẩu lệnh là bắn thì là báo tín hiệu về trên chỉ huy bắn là chúng ta đã làm cái tác sau thì là có khẩu lệnh bắn. Anh đừng quay em nhé, anh nhé. Em không quay đâu anh. Đấy, anh ấy tươi thế này còn gì nữa, nét đẹp. Sẵn sàng chưa anh? Sẵn sàng. Tất cả là 10 điểm này. Không biết được, tùy bia. Mình đẹp đấy. Phương nước 87 chuẩn. Tiếp tục lên lại đây. Bắn súng ở đây này. Lên nặng. Để ở dưới. Đấy. Thì nó mới chắc rồi, em để ở đây thì nó. Ổn định rồi thì mày bóp cò. Nín thở bóp cò. Đúng rồi. Ngắm ở đây nhá, được chưa? Ngắm như vừa rồi nhá, được chưa? Ngắm đi. Lắp đạn. Chỗ nào? Đấy này. Mới lại cái tay này tuyệt đối đừng có sờ bằng mấy cái này này. Nó bập phát lên là lát tay nóng đấy. Ôm sâu vào. Đấy. Người đứng thẳng lên nó mấy. Không, nếu mà không quen thì cầm báng cho chắc anh chị ạ. Chỗ này này, đến lúc mà bắn nó giật mà. Cầm báng là hay nhất. Đừng lúc mà mỏi không ấy đút vào đây cũng được này. Cầm mấy đút cái mũ cối vào cái lách này để làm điểm tì, xong ấy cho cái mũ này vào cái lách này, quanh ngang cái mũ ra cho vào lách ấy. Không, nhưng mà dưới kia họ cho, nhưng trên này với họ cho, chứ anh em từ dưới kia họ toàn mà thế, dưới kia họ cho này mà yếu, kẹp vào lách, kẹp quay ngang kẹp này nó đỡ rung ở đây này, nhắm rất chuẩn luôn.
Ăn nước ngắm đi. Cái này đặng. Cái này. Chuẩn rồi. Đấy. Chuẩn thật. Đặt luôn. Thẳng lên bia đấy, nhưng mà cái đầu của em này, năm này em không thu được này, không yêu được, không thu được này. Úi chân phải, chân trái vào nhỉ? Chân phải lên. Hay lắm nha. Chiều nay làm luôn rồi, kiểm tra. Rồi họ đặt xuống cửa báo xe tại vệ để người khác vào làm. Để nghiệp. Chưa đã có khẩu lạnh đâu. Đặt súng tháo với áo bao xe ra, bao xe để đặt tại bể đây. Chưa xong. Tỉnh trai quân phục công nghiệp. Xong chưa, xong chưa? Tìm cái gì đấy nữa? Quân tụt à? Là quân. Đằng sau quay. Đồng chí chú ý. Bây giờ đang xuống dây đứng ở bên dưới cái này nhá. Top 2 lên rồi. Ở trong hàng có chị đứng dậy. Hàng phía sau có chị tiến lên phía trước. Ngang đến nhớ là từ đây. Quan sát bình thường trong vào bắn ấy thì là súng người ta đặt tại bệ. Sau khi có hộp tiêu đạn là người ta là cơ động vào vị trí. Đấy các ông chí lưu ý tôi này. Đối với cái động tác nằm chuẩn bắn ấy thì cái khẩu lệnh nằm chuẩn bắn thì chúng ta là gì? Cái chân phải ta bước hết cỡ về trước đi. Đúng không? Chân trái này dùng mũi làm trụ này, xoay gót sang bên trái. Đấy sao cho người là hướng theo hướng mục tiêu này. Thì chúng ta đồng thời là chúng ta đưa tay phải chống trước chữ mũi bàn chân trái à, đưa tay trái chống trước chữ mũi bàn chân phải, ta hạ thân người xuống này. Đấy, sau đó là gì? Ta đưa súng vào phía trước. Đấy. Sau đó tay phải chuyển lên nắm lấy ống nắp tay. Nhưng mà lưu ý các đồng chí này, ở cái động tác này thì ở cái bao đạn này, cái áo cát này này, có đồng chí tay ngắn, có đồng chí tay dài nên là gì, nó rất là thấp. Có đồng chí thấp, có đồng chí cao, nên lưu ý các đồng chí nhá. Lưu ý ở đây này, cái nhất là đối với cái động tác chúng ta nắm góp ốp lót tay trên này này, làm sao nó phải tạo được cái lực, cái khuỷu tay này người ta phải chống nó xuống đất để tránh tình trạng như một lúc nãy. Một số đồng chí là gì, một số đồng chí là chúng ta cầm đây này, không phải tay chúng ta là phải nắm được lấy ốp lót tay trên này. Đấy. Cái tùy cái đế bắn súng này vào họ mai phải đây. Chúng ta làm sao phải đảm bảo được như thế này chúng ta bắn mới được. Chứ còn nhiều đồng chí là cầm vào đây không phải đâu. Nhá. Mà nhiều đồng chí lại cầm cái tay này nó lại không chống được xuống đất. Cái khuỷu tay này không chống xuống đất. Thì nó không thể tạo được cái lực ta giữ súng. Đấy, giữ súng thì là chắc bền đều đúng không? Thì chúng ta phải nắm vào đây. Đấy chúng ta bắn. Để báo cáo ông chí vậy. Lúc nào luôn luôn cái khuỷu tay này nhá. Các ông chí chú ý tôi, khuỷu tay này phải chống được xuống đất này. Mà cái tay này chúng ta phải nắm được lên cái ốp lót tay trên này. Còn nếu mà trường hợp là gì? Trường hợp cái bao cát của chúng ta cao quá thì ta không cần. Bỏ cái này đi. Đấy, nắm như làm sao chúng ta tì được cái phần nòng súng này này vào có cái bệ tì. Cái tay chúng ta là
cái chỗ cái bên dưới cái hồ cổ tay này ta vặn lên thế này, và hai nữa cái kiểu tay này ở cái cổ tay này ta phải ráp vào hộp tiêu đạn này. Đấy, công chí chú ý tôi như thế. Đấy, đấy là cái nhất là cái động tác nằm bắn này, còn động tác quỳ bắn cũng vậy. Thì nhắc công chí là riêng cái động tác quỳ bắn nhá, là cái đối với động tác quỳ thì công chí lưu ý tôi này. Khi chúng ta quỳ bắn thì làm sao nữa, cái phần mông của công chí này ngồi trên gót bàn chân phải, nếu mà chúng ta bắn mắt trái chúng ta làm ngược lại đúng không, thì khi các công chí dương súng ngắm bắn bốc cò ấy, làm sao nữa, cái kiểu tay này chúng ta phải tì được vào đây để ta kéo cái súng này về vai chúng ta. Đấy, cứ biết cái tay này, cái tay mà ta đỡ ốp lót lúc lót tay trên này, chúng ta phải vặn vào như này đấy, để làm sao mà cái cổ tay này thì giáp vào cục tiêu đạn này. Nhiều ông chí cầm như này không được, vì nó không cầm như thế này thì quá trình giữ súng ta là giữ súng không chắc. Đấy, nhắc công chí vậy. Đấy, chúng ta phải cổ tay chúng ta phải giáp vào cục tiêu đạn này. Đấy, chúng ta cứ như này, các ông chí cầm vào thôi. Thứ hai là đối với cái động tác đứng bắn cũng vậy. Thì nhắc công chí là khi chúng ta bước lên đứng bắn ở tư thế này thì tất cả mọi cái từ khi ta nâng súng nhé là cũng như vậy, ta cầm súng ở đây nó có thể công chí lợi dụng dây súng như thế này để công chí ngắm đấy, còn không nữa thì lợi dụng dây súng thì chúng ta phải chỉnh được trước dây súng, chứ còn không thì có rất nhiều cái yếu tố lợi dụng, như đây nó không cho cái bài nào để giới thiệu cả, qua quá trình thực tế để vận dụng thôi. Nhưng nếu không thì công chí cũng phải là gì, công chí cầm ở đây cũng thế, công chí cũng phải giáp cái cổ tay này vào trong cái hộp tiêu đạn của tôi, nó kéo tay kéo cái súng về với cái chuyện của bài này. Có nhiều công chí cầm như này thì bắn không phải, vì đây này nó không có chúng ta cái lực để chúng ta kéo cái súng vào là không có, hai chúng ta giữ như này thì nó rất là gì, không chắc chắn. Đến một cái điểm nữa là nhắc lại công chí là riêng bắn nhá, thì là riêng cái bia số 7 công chí ngắm cao hẳn lên, ngắm vào giữa gần những cái mồm nó, bên dưới cái mồm một đoạn ấy. Đó. Cái bia số 8 cũng vậy, thì công chí cũng ngắm là giáp ở bên dưới cái chỗ cái tay cầm đấy, công chí hình dung là có cái gần như là có một người là đang ở tư thế là như này đúng không, cơ quan cầm súng như này để nó đi đúng không. Đấy, ý nói thế, ta ngắm bên trên cái tay một tí. Đến còn đối với cái bia số 4 thì công chí là gì, đối với số 4 công chí ngắm đúng học thế nào, công chí ngắm thế thôi. Cái hàng phía sau này công chí ạ, sau quay cái hàng này này, hàng vượt tập cơ bước công chí về vị trí ở giáp đó đường bê tông. Hàng 2 1 nền mới á. Thôi công chí ngồi vào đây. Chưa bắn lần nào sang kia. Ừ. Ai chưa bắn lần nào sang kia kìa. Biết là ngắm ở đâu đấy? Đang ngắm kìa. Hả? Lần kia. Lần kia hả? Chiến sĩ vỡ chưa bắn sang kia. Rượu. Chưa bắn lần nào cũng ngắm. Đi đi. Đi đâu? Anh Linh Linh mới nhiều rồi. Thích mới. Chưa được tập. Chém. Đấy, các chí sang đứng một hàng kia để tham quan cái đường ngắm trước. Đâu. Vâng ạ. Mới không mới đây. Đúng chưa? Đây. Đấy, mới đây. Không phải. Kia bên kia. Đứng sau, đứng đường bê tông là đứng một hàng về phía sau đứng sau tôi phát cho ngắm. Ý là xem thầy ngắm ông ngắm đã xem thầy ngắm thì làm sao này. Quay suốt thầy quay thật đấy, anh cứ sát vào mặt kinh của bố quay đi tập đây bỏ ra còn gọi là phải có tâm tí anh ạ. Có tâm chứ còn gì nữa, chả nhẽ lại quay không có tâm. Đi về xóa những cái bọn cận đi nhá. À.
dung nhan của mình không thấy có nhìn gần. Cái video chưa quay được cho thi tiếc rồi. Đâu? Hôm anh quay con. Được đi ạ. Tốt quá, con bé giỏi kìa. Mẹ cũng giỏi. Để giỏi. Video gì đây? Hà Nhi thi tiếng Anh. Em bên kia có phải không? Có. Có phải chiến sĩ mới không? Em không mới nhưng mà em chưa lắm. Rồi. Bây giờ 1, 2, 3, 4, 5 khẩu này các ông chí cứ mỗi lần vào ngắm. Một bia nhưng mà nhưng mà bia số 7, số 8 là sao ngắm được. Bia số 7, số 8 là sao ngắm được. Rồi, tiếp em lấy cho. Không, đang nói là lấy vào đây để cho người ta nhìn ấy. Rồi, có rồi. Lấy vào đây để cho vào nhìn, kể cả bia số 7, số 8. Bây giờ cứ lấy bia, cứ ngắm bia số 4 trước đây nhá, được chưa? Bây giờ các ông chí vào nằm thoải mái đây. Nằm cách cho cô cái khoảng đây 20 phân. Chống cằm. Để các ông chí nheo mắt quan sát, đừng có đụng vào nhá. Đừng động vào. Đừng có làm ảnh hưởng gì khẩu súng nhá. Nằm xuống. Năm người một nằm xuống. Về sau lùi về sau cách 20 phân. Không được động vào súng nhá. Ngắm nhiều mắt thì xem ngắm ở đâu thì khi mình tập được cũng ngắm như thế. Và cứ nằm mình chuẩn rồi. Đúng tác. Chuẩn không? Chập nó hay. Chạm xuống rồi. Đừng chạm nhá, đừng ngắm chạm. Em. Lù. Chuẩn rồi. Sao càng xa càng tốt. Nhiều mắt càng xa càng tốt. Chống cằm à. Cô bạn kia là chuẩn vào súng ra. Cầm súng rồi. Không được cầm súng mà. Về sau càng xa càng tốt. Chống cằm, chống tay vào cằm. Nhiều mắt thôi. Cô này ngắm mỗi lần ngắm lại các ông chỉ quan sát là đúng điểm ngắm khi nào các ông chỉ vào tập như thế luôn. À, điểm chuẩn đấy, cái nào cũng là vùng mưa đấy. Nhìn cái đầu ruồi là được đúng không? Đầu ruồi xuống. Cái đầu ruồi ở đâu? Đây này. Đầu ruồi là đấy. Nó phải ngắm cái này chạm vào xuống nhá. Qua chỗ này xong là đừng ngắm chết. Thôi quá đáng đấy. Thôi cả lúc điện ảnh. Anh đừng có quay em nhé. Em đang chộp pha anh đừng có quay. Mặt có bao nhiêu cái nốt ruồi này. Cái này là lợi dụng nghề nghiệp. Không. Anh đừng có quay em. Không, đây đang ngắm thằng một lần. Đặt thằng cũng cầm vào tay nhiều mắt. Ngắm được khe ngắm qua đỉnh đầu ngắm nhá. Xem nó vào đâu nhá. Cái đường ngắm vào đâu nhá. Thì khi nào mình tập như thế luôn. Anh em ngắm đi. Đừng chạm vào súng. Có thấy đầu ruồi nó ở đâu đó. Ngắm mỏi mắt rồi thì mở mắt to ra. Nhai mới phát. Đấy, ngắm tiếp. Càng xa là tốt. Đừng có gần quá không ngắm được. Đấy, khi mình tập thì đường ngắm tương tự như thế này. Chỉ khác là mình có đại Hà Nhi sao nào. Mình tập. Ôi, đúng rồi. Quay đi. Thấy được chưa? Cảm giác thấy được chưa? Sao mà. Dùng 3 điểm bằng nhau chưa? Tức là có nhìn thấy đâu rồi đâu. Thầy ơi. Mình phải nhìn đây. Em nhìn qua đấy nhưng mà bởi em vì nhìn cái đầu ruồi hiện tại nó đang nằm ở trong khe này rồi. Vâng. Nó nằm trong khe rồi. Nó đang nằm trong khe rồi. Tâm lý quá. Nó chỉ nó không thấy còn lắp máy vào để bắn mà. Bắn đạn thật đấy. Nhưng mà anh soi thì em áp được tâm lý quá. Không có sao đâu đấy. Không bao giờ bắn được. Cái đỉnh này với cái đỉnh này nó nằm ở cái mép trên kia chưa? Nó thăng bằng chưa? Nó không nhô chưa? Em nhìn thấy nhưng mà làm thế nào để nhìn ra được đến biển kia? À? Làm thế nào để ngắm mà bắn được vào biển kia em có nhìn thấy? À, thì có nghĩa là cái đầu ngắm này, cái khe ngắm này hiện tại đang trùng với mép đen kia rồi. Trùng rồi. Như vậy khi mình tập mình ngắm như thế này luôn, thì khi vào bắn thì hết được 10. Cái này của em là bia thứ 3 đây đúng không? Đúng rồi, bia bệ số 3 kia. Đấy nhá, nó trùng rồi, trùng bia rồi. Tức là cái điểm này. Em ngắm được con nhường mà. Đúng rồi.